Kỹ năng thế kỷ 21 được tích hợp vào các môn học như thế nào? Chương trình kỹ năng thế kỷ 21 không phải là một môn học riêng biệt. Các kỹ năng trong chương trình này được tích hợp, lồng ghép trong tất cả các môn học, tiết học. Vậy, bộ kỹ năng này sẽ được tích hợp với các môn học như thế nào? Kính mời quý phụ huynh cùng tham khảo một ví dụ. Kỹ năng xác định góc nhìn. Với mỗi kỹ năng mới, giáo viên sẽ dành khoảng 10 đến 15 phút để giới thiệu kỹ năng bằng cách cho các bạn học sinh sử dụng sách kỹ năng thế kỷ 21 Cẩm nang Vincers để thảo luận, làm việc nhóm hoặc làm việc theo cặp. Ngày hôm nay, các bạn học sinh lớp 12A3 sẽ được giới thiệu kỹ năng xác định góc nhìn trong tiết vật lý. Sau khi giới thiệu kỹ năng và các dấu hiệu để học sinh tự nhận biết sự thành thạo kỹ năng, giáo viên chia sẻ những lý do học sinh cần rèn luyện kỹ năng này. Để học sinh có thể dễ dàng làm quen với kỹ năng, cô giáo hướng dẫn các bạn làm bài tập 4.1B trong cuốn Cẩm nang Vincers, kỹ năng học tập để thành công. Với mỗi sự kiện được nêu ra trong bài tập, các bạn học sinh sẽ đưa ra những nhận định của mình về sự tác động của sự kiện, đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực của sự kiện đối với cuộc sống. Mạng Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta gắn kết mọi người lại gần với nhau hơn, tiết kiệm thời gian và dễ dàng tìm kiếm thông tin cho việc học tập. Song song với đó, còn có 4 vấn đề về mặt tiêu cực. Vấn đề thứ nhất là con người sẽ bị phụ thuộc vào Internet. Thứ hai là sẽ bị sống ảo và cách biệt về thế giới thực. Thứ ba là sẽ có người sử dụng sai mục đích. Và cuối cùng là thời gian dành cho gia đình, bạn bè và các hoạt động thể thao bị giảm đi. Để làm được điều này, các bạn học sinh cần tự xác lập cho mình những góc nhìn khác nhau đối với sự kiện và ảnh hưởng của sự kiện. Với những ý kiến đa chiều từ nhiều góc nhìn khác nhau của các bạn học sinh, cô giáo sẽ giúp cho các bạn hiểu được rằng nếu biết cách xem xét sự kiện từ nhiều góc nhìn khác nhau, các em sẽ nhìn nhận được sự kiện một cách toàn diện và thấu đáo. Từ đó, có thể tự mình đưa ra những quyết định hành động và ứng xử hợp lý và hiệu quả. Phần giới thiệu kỹ năng chỉ diễn ra từ 10 đến 15 phút, sau đó tiết học vật lý vẫn diễn ra như bình thường. Từ sau giờ học vật lý với phần làm quen kỹ năng xác định góc nhìn, các bạn lớp 12A3 thường xuyên được luyện tập kỹ năng này trong các môn học khác. Kỹ năng xác định góc nhìn được tích hợp vào bộ môn lịch sử. Học sinh vừa kết thúc bài học về xã hội nguyên thủy trong buổi học trước. Cô giáo hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức và đặt ra câu hỏi. Các con sẽ đóng vai trò góc nhìn của một chuyên gia về gia đình và giới tính để đánh giá cho cô đây là bước tiến hay lùi. Nhóm thứ hai là góc nhìn của chuyên gia kinh tế. Và nhóm thứ ba là góc nhìn chuyên gia xã hội để đánh giá như thế nào về bước chuyển từ xã hội thị tộc mẫu hệ sang xã hội thị tộc phụ hệ. Từ những góc nhìn khác nhau, các nhóm đã nêu ra những quan điểm rất khác nhau về sự chuyển đổi hình thái xã hội này trong lịch sử. Vâng, cô, quá trình chuyển từ thị tộc mẫu hệ sang thị tộc phụ hệ là mở ra thời kỳ bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ. Và trong một thời gian dài cho đến tận bây giờ vẫn còn xuất hiện ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Nên con nghĩ đây là một bước lùi. Vâng, cô, bọn con trình bày góc nhìn từ chuyên gia kinh tế ạ. Ở thời kỳ mẫu hệ thì hoàn toàn là công cụ là đá cũ và kiếm ăn bằng cách săn bắn và hái lượm. Khi chuyển từ thị tộc mẫu hệ sang thị tộc phụ hệ thì bước vào thời kỳ đá mới và kim loại. Các ngành kinh tế xuất hiện rõ rệt như là ngành thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, dẫn đến là nó có nhiều của cải vật chất và xảy ra chuyện dư thừa. Theo bọn con thì đây là một bước tiến. Các em đã vận dụng khá tốt kỹ năng xác định góc nhìn vào bộ môn lịch sử và dần hình thành nên tư duy nhiều chiều khi tiếp cận các vấn đề. Với mỗi một sự kiện thì đứng ở một khía cạnh toàn diện nhất, chúng ta cần có sự tổng hợp và khái quát các góc nhìn đó để làm sao chúng ta có cái nhìn toàn diện, chính xác nhất về các sự kiện lịch sử. Kỹ năng xác định góc nhìn được tích hợp vào bộ môn kỹ năng sống. Chủ đề hôm nay của chúng ta là học sinh có nên sử dụng son ở trường hay không? Và nhóm bên tay trái thầy sẽ ủng hộ cho quan điểm học sinh không nên sử dụng son ở trong trường và nhóm bên tay phải của thầy sẽ phản đối lại điều đó. Em phản đối về việc cấm học sinh sử dụng son môi khi đến trường vì về mặt thẩm mỹ sử dụng son sẽ giúp bạn trông khả ái, tự tin và ưa nhìn hơn. Sử dụng son còn giúp ta bảo vệ hình ảnh cá nhân. Về mặt xã hội thì sử dụng son sẽ giúp bạn có thêm tự tin, gạt bỏ được sự ngại ngần và sự thiếu tự tin, sẵn sàng để bạn tỏa sáng và sẵn sàng để thể hiện bản thân. Các cụ đã nói ngày xưa ấy là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thì người ta đánh giá một con người qua cái nhân cách mà mình bộc lộ ra chứ người ta không đánh giá qua vẻ bề ngoài. Với cả ở cái tuổi này thì bọn mình nên để cái vẻ tự nhiên, cái vẻ thần thái của mình nó bộc lộ ra rõ nét.
Tôi đồng ý ý kiến của bác các bạn, nhưng sử dụng son là quyền tự do cá nhân. Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm sử dụng son khi đến trường, chỉ cần chúng ta không ăn mặc và sử dụng son một cách quá lố. Sử dụng son môi rất có hại cho sức khỏe. Để cấu tạo ra một thỏi son thì rất cần chất hóa học như là chì, chrome, paraffin và paraben. Một lý do khác khiến tôi không đồng ý chính là một thỏi son có giá khoảng 400.000, có nghĩa là một năm các bạn mất khoảng 1.600.000 cho son, tức 64 bữa ăn sáng để chăm sóc sức khỏe cho mình. Giờ học này đã giúp các bạn học sinh rèn luyện khả năng tranh biện, đồng thời sử dụng cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề qua nhiều góc nhìn khác nhau để đưa ra những lập luận của riêng mình. Kỹ năng xác định góc nhìn được tích hợp vào bộ môn tiếng Anh. Trong tiết tiếng Anh, các bạn học sinh được học kỹ năng viết một bài luận theo dạng IELTS. Vậy, kỹ năng xác định góc nhìn sẽ được tích hợp như thế nào? Chủ đề bài luận là: Should students be allowed to use cell phone in class? To what extent do you agree or disagree? Sau khi hướng dẫn học sinh về cách viết một bài luận, cô giáo cho học sinh thảo luận để lên ý tưởng bài viết. I think we should see this issue from the roles of students, teachers, school administrators and parents. Lớp học được chia làm 4 nhóm, cùng nhìn nhận vấn đề và đưa ra quan điểm từ 4 góc độ: học sinh, giáo viên, nhà trường và phụ huynh. Sau khi thống nhất các ý cho bài viết của mình theo nhóm, học sinh tiến hành viết bài luận theo cá nhân. Học sinh lại một lần nữa được vận dụng nhìn nhận vấn đề từ các góc nhìn khác nhau, giúp các em đưa ra những lập luận có giá trị và đa chiều hơn. Now I can see that in different views, we get different results. So we will start first with the parent's point of view with the negative. You will have a poor academic performance and much more anxiety. I'm pretty sure that it will affect your scores and you will pay less attention to the class because you have your mind in your phone. Kỹ năng xác định góc nhìn được tích hợp vào bộ môn văn học. Sau khi học tác phẩm Mỹ Châu Trọng Thủy, các bạn cùng nhau thảo luận về một chủ đề thầy giáo đưa ra. Hôm nay một lần nữa thầy muốn các con sử dụng góc nhìn của những học sinh hiện đại để đánh giá cho thầy xem Mỹ Châu là người có tội hay không có tội. Mỹ Châu đã không có lỗi bởi vì tình yêu chúng ta không thể phán xét được. Mỹ Châu đã quá say đắm vào men tình, đã nghe lời dỗ ngọt của Trọng Thủy, kèm theo đó là men say rượu nên nàng đã quá lún sâu vào lỗ hổng của tình yêu. Dạ con thưa thầy, với con thì con nghĩ Mỹ Châu là người có tội. Bởi vì Mỹ Châu đã đưa tình yêu của mình lên cao một phận của quốc gia, vì thế là không chấp nhận được. Mình nghĩ là trong một cuộc sống hôn nhân gia đình lâu dài như Mỹ Châu và Trọng Thủy, nếu có những sự nghi ngờ và đề phòng nhau sẽ dẫn đến gia đình đổ vỡ. Nên Mỹ Châu đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và tin tưởng và không đề phòng thì chồng mình, đó là Trọng Thủy. Nhưng mà Mỹ Châu thân là một công chúa mang trọng trách trong mình rất là lớn mà lại buông bỏ cái bổn phận của mình để bảo vệ cái tình yêu của mình, là một buông bỏ lý trí là một chuyện không thể chấp nhận được. Thầy sẽ chốt lại để các con cùng nhau hiểu rõ góc nhìn của từng bên. Góc nhìn của các bạn nhóm 1 và nhóm 4 đó là nhìn Mỹ Châu với vai trò tư cách của một người vợ. Nhìn Mỹ Châu trong bối cảnh của tình yêu. Bà tình yêu thì không có lỗi, không ai phán xét. Tuy nhiên, nhóm 2 và nhóm 3 đã vô cùng thông minh khi các con nhìn ra được rằng Mỹ Châu phải được quan sát ở bổn phận của một công chúa, được nhìn ở góc nhìn của một con người nắm trong tay vận mệnh của quốc gia. Và qua bài học này thì thầy muốn các con hãy nhìn một nhân vật lịch sử không chỉ ở trên yếu tố công tội, mà hãy rút ra cho mình một bài học về giao tiếp. Đó là trong bất cứ tình huống nào, khi ứng xử ta phải ý thức được vai trò cao nhất có thể của bản thân ta. Như vậy, kỹ năng xác lập góc nhìn đã được đưa vào các môn học và được các em học sinh vận dụng rất tự nhiên. Khi thường xuyên thực hành kỹ năng này, học sinh sẽ hình thành thói quen tư duy đa chiều, chủ động xem xét các vấn đề từ nhiều khía cạnh và góc nhìn khác nhau mà không cần có thầy cô giáo yêu cầu hay gợi ý. Năng lực này sẽ thúc đẩy các em tìm tòi, học và hiểu sâu hơn. Hơn thế nữa, khả năng xác định các góc nhìn đa chiều cũng giúp học sinh dễ dàng hiểu và chia sẻ những ý kiến khác biệt của mọi người xung quanh. Từ đó, hình thành phẩm chất tôn trọng quan điểm và tôn trọng mọi người trong giao tiếp. Những năng lực và phẩm chất này không chỉ giúp các em thành công trong học tập mà còn cho cả cuộc sống tương lai.
phụ huynh có thể tham gia vào quá trình hình thành cho con các kỹ năng này bằng cách cùng con làm các bài tập trong sách, cùng con luyện tập bằng cách yêu cầu con cân nhắc từ nhiều góc nhìn khác nhau các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, như lựa chọn các hoạt động vui chơi giải trí, các kế hoạch của gia đình hay trao đổi với con về các vấn đề thời sự xã hội. Càng có nhiều cơ hội luyện tập, các con sẽ càng trở nên thành thạo hơn nữa kỹ năng này.